Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ con thành kính tri ân thành, dạ kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay kinh Digha Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kinh thập thượng Tassuvara 8.9 sẽ do thượng Tài Quyền giảng dạng, kính cung thịnh tiêu từ bính nhập bài học. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ. Kính bạch chư, kính bạch thượng tọa giác đẳng, bạch chư tôn đức. Hôm nay thượng tọa Tây Nguyên có nhờ chúng tôi giảng dùm cho cái bài kinh hôm nay, và do vậy giờ này xin được cung thỉnh thượng tọa giác đẳng qua hỷ giới nhập và mời các và mời vô thượng bẩn đọc cho chánh kinh, sau đó chúng tôi sẽ giảng. Xin cung thỉnh thượng tọa giác đẳng. Kính thưa thưa tổ sư, để giúp để đề khuyết cho thưa tổ tự viện ngày hôm nay, nó một cái thời giá tính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào quý Phật tử. Thứ thì hôm nay chúng ta học về tám pháp cần được thắng thiện. Ở đây chúng ta nói về tám thắng xứ. Tám thắng xứ là chúng ta nói về tám đối tượng để khai triển tâm định. Ở đây thì thưa vị, có lần chúng tôi có trình bày về tám thắng xứ này thì giống như là không phải bất cứ một cái vật liệu nào, nó cũng là cái chất để dẫn điện được. Có những thứ như là kim loại, nó có dẫn điện được. Như là thứ mà từ chỗ đó tâm định được khai triển. Và cũng là một điều thú vị, ở đây nói đến bốn cái màu. Bốn màu này từ xa xưa thì chúng ta chỉ nhìn nó màu là màu thôi, như là màu xanh, màu vàng, màu đỏ và màu trắng. Thì ngày hôm nay nói về màu thì chúng ta biết rằng xanh, đỏ, vàng là ba cái màu nền, ba màu căn bản của tất cả màu, ba màu nguyên với nguyên. Từ ba màu này chúng ta pha ra rất nhiều màu khác, tuy nhiên là màu trắng. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, và sau khi chúng ta đã đọc xong phần chánh kinh sẽ cung thỉnh thưa tọa tự sư vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay giảng dạy về ý nghĩa của bài học này. Mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Dạ sau đây con xin đọc chánh kinh. Dạ con kính nhờ quý sister giúp hộ bót bài cho con. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ.
Dạ kính quý ngài, con có thể đọc kinh trong bản nhạc hàm dạ. Tám pháp cần được thắng tri. Attha Thamma Bahukara, Attha Thamma Pawe Tappa, Attha Thamma Barineya, Attha Thamma Paha Tappa, Attha Thamma Hana Phagiya, Attha Thamma Visesa Phagiya, Attha Thamma Dupati Vija, Attha Thamma Upade Tappa, Attha Thamma Bahineya, Attha Thamma Sakchika Tappa. Dạ, xin kính cảm ơn Sít Nhật Quỳnh đã bót bài. Có tám pháp có nhiều tác dụng, có tám pháp cần phải tu tập, có tám pháp cần phải biến tri, có tám pháp cần phải đoạn trừ, có tám pháp chịu phần tai hại, có tám pháp đưa đến thù thắng, có tám pháp rất khó thể nhập, có tám pháp cần được thắng tri, có tám pháp cần được tác chứng. Thế nào là tám pháp cần được thắng tri? Tám thắng xứ, một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ nhất. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ hai. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp xấu. Vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ ba. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc vô lượng đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ tư. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như bông gai màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trơn. Màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ năm. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, vàng, ánh sáng vàng, như bông canica rác màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu vàng, sắc màu vàng. Tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sắc vàng như vậy, vị này quán tưởng vô tâm, thấy sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta thấy đó là thắng xứ thứ sáu. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, tướng màu đỏ,
hình sắc đỏ, ánh sỏ như bông bàn thu dì da cá màu đỏ như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy đó là thắng xứ thứ bảy. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng như sao mài, ô sa thi màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu trắng. Sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy đó là thắng xứ thứ 8. Như vậy là 8 pháp cần được thắng tri. Chú thích sau đây trích từ Kho tàng Pháp học, Ngài Pháp Sư Giác Giới biên soạn 407, 8 pháp cần được thắng tri. Abhinneya Dhamma, đây là 8 pháp thắng xứ. Atipa Yatana Ni, số 1, một vị tưởng tri nội sắc, thấy các ngoại sắc tốt xấu hạng lượng sau khi nhiếp thắng chúng. Vị ấy nhận thức rằng ta biết, ta thấy Ayihattang Rubasanyi Eko Bahita Rubani Pasati Baritani Suwang Nadubangani Tani Ativiyayanami Pasamiti Ewang Sanyi Hoti. Số 2, một vị tưởng tri nội sắc, thấy các ngoại tốt xấu vô lượng sau khi nhiếp thắng chúng. Vị ấy nhận thức rằng ta biết, ta thấy Ayihattang Rubasanyi Eko Bahita Rubani Pasati Abhamanani Suwangnatupangani Tani Adhiviya Yanami Phasthami ti e yang sanyi ho ti. Số 3, một vị tưởng tri nội vô sắc, thấy các ngoại sắc xấu, ngoại sắc tốt xấu hạng lượng sau khi nhiếp thắng chúng. Vị ấy nhận thức rằng ta biết, ta thấy Ayihattang Arupa sanyi eko Bahitharuni Pasani Paritani Suwang Nabupana Nitani Ativiyayanami Pasamiti Ewang Sanyahoti. Số 4, một vị tưởng tri nội vô sắc, thấy các ngoại sắc tốt xấu vô lượng sau khi nhiếp thắng chúng. Vị ấy nhận thức rằng ta biết, ta thấy Ayihattang Arubasang Nhi Eko Pahitharubani Pasati Abhamanani Suwangna Suwangna Dupangnani Tani Ativiyayanami Phasami Ti Ewang San Nhi Ho Ti. Số 5, một vị tưởng tri nội vô sắc, thấy các ngoại sắc xanh, màu xanh, ánh xanh, sáng xanh sau khi nhiếp thắng chúng. Vị ấy nhận thức rằng ta biết, ta thấy Ayihattang Arupasanyi
Eko Pahita Rubani Pasati Ninani Nilani Nilawanani Nilani Dasatnani Nilani Pasani Tani Ativiya Yanami Pastamiti Ewang Sanyihoti. Số 6. Một vị tưởng tri nội vô sắc thấy các ngoại sắc vàng, màu vàng, ánh sáng, ánh vàng, sáng vàng sau khi nhiếp thắng chúng. Vị ấy nhận thức rằng ta biết, ta thấy. Ajihattang arupasangyi eko pati pahitarubani pasati bitani bitawang nani bitawang nani bitangni bitani dasanani bitani pasani tani ativiya yanami pasamiti ewang sanyihoti. Số 7. Một vị tưởng tri nội vô sắc thấy các ngoại sắc đỏ, màu đỏ, ánh đỏ, sáng đỏ sau khi nhiếp thắng chúng. Vị ấy nhận thức rằng ta biết, ta thấy. Ajihattang arupasanyi eko pahitarubani pasati lohitakani lohitakawangnani Lohitaka nidasana niho lohitaka nipasani tani ativiya yanami pasami ti ewang sanyiho ti. Số 8. Một vị tưởng tri nội vô sắc thấy các ngoại sắc trắng, màu trắng, ánh sáng trắng, màu trắng, ánh trắng, sáng trắng sau khi nhiếp thắng chúng. Vị ấy nhận thức rằng ta biết, ta thấy. Ajihattang arupasanyi eko pahitarubani pasati oyatani oyatawangnani oyatanidasanani oyatanipasani tani ativiyayanami Phasami ti ewang sanyi ho ti. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tệ Siêu Từ Bi Quang Hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ con đã đọc xong phần chánh kinh. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Chư Tôn Đức và thật chào tất cả quý Phật tử. Nhà kính thưa quý vị, dần dần cái thời kỳ của chúng ta nó xa, cách xa cái thời của Đức Phật. Và do đó cái trí tuệ của chúng sinh nó cũng yếu dần đi. Cũng ví như
đống rơm, mà cái ngọn lửa nó ở chính giữa của cây rơm thì cái ngọn lửa đó nó mạnh và bắt đầu ngọn lửa nó lan ra ngoài, có một vài nhúm rơm ở phía ngoài lì rìa, gió thổi tạt qua lửa nó bốc cháy, nhưng mà ngọn lửa ở ngoài rìa thì nó vì rơm ít quá cho nên nó cháy cũng kém, cũng nhẹ, dễ tắt. Cũng vậy, vào thời Đức Phật, đa phần chúng sanh là một trí tuệ, khi họ đi đến với giáo pháp thì Đức Phật Ngài thuyết, họ có thể lãnh hội được giáo pháp và họ thực hành một cách trọn vẹn. Chúng ta thời nay là xa cái thời Đức Phật, cho nên có những cái pháp môn đó chuẩn bị như là tám thánh xứ trong ngày hôm nay, là những bài học rất khó hiểu. Nó có ba chữ lý do mà chúng ta khó hiểu. Thứ nhất là vì nó không có thuộc về lĩnh vực mà chúng ta đã thường xuyên tu tập hay thực hành, cho nên khi nói đến những cái pháp môn này thì chúng ta hoàn toàn xa lạ, vì chúng ta chưa có tu tập tới. Cái lý do thứ hai mà chúng ta khó hiểu là vì những cái thuật ngữ khi mà mô tả về pháp đối với chúng ta cũng rất là xa lạ. Thí dụ như chữ thắng xứ, Afifa cho ta nói, cái chữ thắng xứ đó thật sự khó hiểu, khó định nghĩa lắm thưa quý vị. Hoặc là như chữ diệt thắng, những cái từ này là những cái từ rất là khó dịch, khó hiểu. Afifu, Afifu yết, chàng là tiếng Pasati. Sau khi nhiếp thắng chúng, ta thấy ta nhiếp, vẻ thấy vẻ biết. Cái này cũng rắc rối chứ không phải là. Cái lý do thứ ba là chúng ta khiến cho chúng ta khó hiểu là vì chúng ta không có trực tiếp xem ở trong văn bản Pali, chúng ta chỉ đọc qua cái bản dịch thôi, nhưng mà cho dù
chúng ta có đọc được cái văn bản Pali, từ ngữ đó dịch ra đó thì nó dễ. Sắp xếp từ ngữ để dịch ra thì nó dễ rồi. Nhưng mà phải làm sao để hiểu được Đức Phật là muốn nói gì? Cái chuyện đó là cái chuyện khó hiểu cho chúng ta. Ở trong tám cái thân xứ mà cần phải thân tri, cái này nó thuộc về cái lĩnh vực của các cái bậc đại trí. Những cái vị mà tu thiền, chứ còn nếu như mà chúng ta chưa từng tu thiền thì không phải là cái lĩnh vực mà chúng ta có thể hiểu, có thể biết được. Đối với những cái pháp này, chúng ta suốt cuộc đời của chúng ta bây giờ chúng ta còn hiểu còn chưa tới, thì làm sao mà chúng ta có thể thực hành được? Làm sao chúng ta có thể thực hành được? Cho nên ở trong cái bài kinh này, chúng ta chỉ nói một cái tóm tắt, rồi sau đó để cùng với chư tôn đức xem là chúng ta có cái hướng thảo luận như thế nào. Ở đây khi mà đề cập đến tám cái thắng xứ này, giữa thắng xứ có nghĩa là sáu cái, có nghĩa là tám cái yếu điểm. Chữ thắng ở đây không phải là thủ thắng, mà Afifu, Afikuya có nghĩa là nhiếp thắng, tức là khắc phục. Khắc phục thắng xứ có nghĩa là những cái yếu điểm mà vị hành giả phải tu thiền phải khắc phục, nhiếp thắng để không bị phân tâm và đạt đến mục đích của mục đích thiền của mình. Trong cái lĩnh vực tu thiền ở đây có hai hạng hành giả: một hạng tu thiền với địa vật hữu sắc gọi là hành giả nội tưởng hữu sắc, bởi vì hành giả khác là tu tập thiền với địa vật vô sắc gọi là hành giả nội tưởng vô sắc. Đối với hành giả nội tưởng hữu sắc thì có hai tháng xứ thôi, tức là cần phải khắc phục hai điều, hai lĩnh vực, tức là vẻ khi thấy ngoại sắc đẹp xấu, hạng lượng hoặc phu lượng thì cần phải khắc phục, thấy rõ và biết rõ. Còn đối với hành giả nội tưởng vô sắc đó, thì có sáu cái thân sức, tức là chẳng những khắc phục đối với ngoại sắc đẹp xấu hạng lượng và vô lượng, mà còn phải khắc phục luôn cả ngoại sắc có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Nhờ đạt được cái thắng xứ, đạt được hai cái thắng xứ mà vị hành giả nội tưởng hữu sắc
dễ dàng chứng đắc thiền sát giới. Còn nhờ diệt thắng được 6 cái trường hợp nào vượt qua mộ sắc tưởng là vị hành giả mộ tưởng vô sắc dễ dàng chứng thiền vô sắc. Chúng tôi chỉ có thể nói đại lược cái ý nghĩa đó. Để chúng ta có thể mường tượng ra vấn đề. Chứ còn ở đây khi mà giải thích cặn kẽ thì cho dù giải thích nhiều thì quý vị cũng không có hiểu được. Và chúng tôi cũng chẳng biết phải nói nhiều như thế nào. Vì trong khi cả chúng ta, tất cả chúng ta đều chưa có thực hành qua về thiền định. Khi nào mà chúng ta có hành thiền và chúng ta gặp những cái trở ngại về đề mục, chúng ta phải thắng các cái đề mục đó như thế nào để mà chúng ta vượt qua và chứng được thiền, lúc bây giờ chúng ta mới hiểu được gọi là đoạn trường ai khó qua cầu mới hay. Chứ còn nếu như mà mình chưa có trải nghiệm thì chúng ta khó có thể nhận được và khó có thể hiểu được. Và hễ chúng ta càng cố hiểu là chúng ta càng rối lên. Bởi vì cách hiểu của chúng ta là chỉ hiểu lẫn quẩn qua những cái từ ngữ đó thôi, chứ chúng ta chưa có khả năng bén nhạy về trí để chúng ta nhận hiểu một cách sâu sắc ý nghĩa nó như thế nào. Và phải thực hành như thế nào, tức là phải thấm tri như thế nào, phải dây da, phải thấm tri như thế nào. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng tôi chỉ trình bày có khoảng chừng đôi mươi phút về cái bài học này. Chúng ta hy vọng trong cái buổi, cái cuộc thảo luận tới đây, thì tôi chắc chắn sẽ nêu ra những cái câu hỏi nó có liên quan đến cái đề tài này, và lúc đó chư tăng sẽ giải thích tuần tự. Bây giờ xin được cung thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng Quang Hỷ điều hợp cho phần thảo luận bài học ngày hôm nay trong buổi thầy. Sa thú kính trực, thượng tọa Chư sư. Bạch Chính Thông Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào đề tài này hơi khác với mấy bài học trước một chút, là chúng ta chỉ có một câu thảo luận thôi, còn lại là những câu trắc nghiệm. Và chúng ta cũng mong rằng quý Phật tử sẽ kiên nhẫn với những câu trắc nghiệm này, tại vì những câu trắc nghiệm sẽ giúp cho chúng ta nhìn đề tài này khi cần khác hơn. Và thưa tòa từ xưa, thưa tòa có thể quan hệ trở lại để giải thích là chúng ta thỉnh thoảng chúng ta nói về Brahma Vihara, là những pháp phạm trú,
gọi là vô lượng tâm, hay là ở trong quy dự pháp cũng có nói đến tâm biết cảnh tầm thường, tâm biết cảnh đáo đại, tâm biết cảnh thân lương, hay là chúng ta cũng nói tâm biết cảnh vô lượng. Thì cái cảnh mà nó có hữu hạn, nó có hạn cuộc, với cái cảnh mà vô hạn lượng đó, hai điều đó nó khác nhau như thế nào? Và chúng ta thử lấy một ví dụ như là đối với tâm từ chẳng hạn, tâm từ, tâm bi, và tâm hữu hạn và tâm vô hạn nó khác nhau ra sao, và cái ảnh hưởng tác động như thế nào? Cái tính thì tổ quan nghi trở lại. Anh đã một cái thầy nha. Anh xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi ở đây thưa quý vị, nó tùy theo trường hợp mà chúng ta nói. Thế gọi là có hạn lượng và vô lượng, chữ Paritta và chữ Appamana ở trong A Tỳ Đàm, trong Phi Diệu Pháp thì nói đến cái pháp hạn lượng Paritta Dhamma là chỉ cho cái tâm dục giới, cái pháp dục giới, tức là tâm dục giới, tâm sở phối hợp tâm dục giới và sắc pháp. Cái pháp dục giới gọi là gì? Vì hạn lượng bởi tâm này sinh khởi nó thôi, cái số lượng ít thôi, nhiều lắm là bảy động lực. Sắc pháp thì nó cũng cục bộ, nó sinh diệt theo từng tế bào chứ nó không có biến mãn xa hơn được. Và đối với tâm thiền thì nó rộng lớn hơn, cho nên gồm Mahakata Dhamma, tức là pháp đáo đại. Và đối với tâm siêu thế và niết bàn thì gọi là Appamana Dhamma, tức là pháp vô lượng. Thì khi mà nói đến Đồ Đề Tam, nói đến chi pháp của Tam Đề, Thích Ma Thích Ca đề cập đến Paritta Dhamma, Mahakata Dhamma, Appamana Dhamma, thì giải thích về Paritta và Appamana là như vậy.
Nhưng mà cái chữ hạn lượng và vô lượng mà chúng ta nói ở một khía cạnh khác, chẳng hạn như là tứ vô lượng tâm Appamana, thì cái chữ vô lượng và hạn lượng chỗ này đó thì có nghĩa là cái đối tượng là chúng sanh đó, mà nếu tâm của vị hành giả, tâm từ của vị hành giả, hay tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, mà đối với chúng sanh còn có hạn chế, như là mình có tâm từ bi đối với những người đồng loại, chỉ với người đồng loại thôi, hay là với những người đồng sắc tộc, hoặc là chỉ với những người đồng hương thôi, chứ không thể xa hơn được nữa, thì như vậy cái đó là gọi là bị hạn lượng, cái tâm từ nó bị hạn lượng. Còn vô lượng có nghĩa là trải rộng cùng khắp, không có phân biệt chúng sanh, không có hạn chế chúng sanh, lúc nào tâm từ, tâm bi, tâm thị, tâm xã cũng triển khai cách rộng rãi như thế. Thì như vậy gọi là Appamana, là vô lượng. Cho nên cái pháp vô lượng đó, hay là pháp hữu lượng Vedita Thamma, Appamana Thamma, chúng ta hiểu khác. Còn cái gọi là vô lượng tâm, tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ tâm vô lượng, tâm xả lượng, thì cái đó là cái nghĩa nó hữu lượng và hạn lượng nó khác. Cũng như khi chúng ta nói đến cái câu mà nói Appamano Bhutto Appamano Thammo Appamano Sankho Bhammana Vanta Nisadi Sattani Ahimichani Ahi Mujikichani, Đức Phật là vô lượng, giáo pháp là vô lượng, tăng chúng là vô lượng, còn loài chúng sanh khác như là những cái loài rắn rít hay những loài bò sát vân vân, cái đó là hữu lượng. Tâm an tánh, tâm an tánh tức là nó có hạn lượng, thấp thổi kém thổi. Cho nên cái chữ vô lượng đó, trong trường hợp này thì chúng ta lại nghĩa khác. Còn vô lượng mà thuộc về ở trong đời người ta Appamana Thamma, tức là vô lượng là bởi vì cái tâm siêu thế và Niết Bàn, gọi là cái pháp vô lượng là bởi vì cái pháp này nó không có, nó không có bị cục bộ bởi lẫm cảnh phiền não, nó không có lẫm cảnh phiền não. Cũng như cái ánh sáng của cái ngọn đèn đó, ngọn đèn pin của chúng ta đó, khi mà chúng ta pha cái ngọn đèn pha ban đêm đó, chúng ta pha nó có giới hạn, nó chỉ sáng ở một cái vùng nào phía trước, nhưng mà phía bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới thì nó tối. Cho nên ánh sáng đó là hữu lượng. Chúng ta rọi đèn nó chỉ có một cái quần sáng phóng đi ở phía trước thôi, nhưng mà ánh sáng của mặt trời là vô lượng, là bởi vì ánh sáng mặt trời đó là nó tỏ cùng khắp. Chỗ nào mà không bóng, dầu cho ban ngày trời chỉ mưa đi nữa,
Nhưng mà chúng ta nhìn càng sáng của ban ngày trời mưa, chúng ta vẫn biết là ban ngày, nó khác với ban đêm. Chẳng sáng mặt trời là vô lượng, cái vô lượng đó có nghĩa là không bị giới hạn. Đạo quả và niết bàn không có bị giới hạn, tức là không có bị giới hạn ở trong cái sự tri cảnh của cái tâm, của tâm bất thiện. Lẽ vừa qua cho nên tùy theo chỗ mà chúng ta nói cái hữu hạn và vô hạn, cũng như khi mà chúng ta tu thiền như vậy. Nếu mà nhìn vào các cái biến xứ, cái xin á, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hay là đất nước lửa gió, chúng ta lấy cái biến xứ đất để chúng ta nói chuyện. Khi mà vị hành giả chú tâm trên cái màu sắc của đất ở phía trước mặt và để ý thấy rõ cái mặt đất không phải là thuần màu, ở trong đó nó có một vài cái chỗ lớp đớn hoặc là một vài cái dấu hiệu màu đất nó khác nhau do có một cọng cỏ, một cọng rơm nó chen lẫn vào trong đó, hay là một hạt cát nó chen lẫn vào trong đó, một hạt sỏi có thể chen lẫn vào trong cái mặt đất đó. Cho nên chúng ta nhìn vào chúng ta thấy, nếu mà nhìn thấy mà còn phân biệt được cái khác biệt ở trên cái mặt đất đó thì như vậy gọi là vẫn còn bị hạn lượng, vẫn còn bị hạn lượng. Cho đến khi về hành giả nhắm mắt lại mà vẫn thấy cái màu sắc của cái địa mục đất ở phía trước mặt, và dần dần cái màu sắc ấy nó tỏa sáng, nó biến mất đi những cái dấu vết ở trên cái mặt đất. Bây giờ chỉ còn là một cái ánh sáng thôi, một ánh sáng xuất hiện từ nơi cái địa mục đất. Thì lúc bây giờ cái đó, cái sự tỏa sáng đó, nếu như mà chúng ta đối chiếu với hạn lượng thì đó là vô lượng. Cho nên vấn đề hạn lượng và vô lượng đó, chúng ta tùy theo chỗ chúng ta xài, nói trên cái lĩnh vực, cái đặc tính của cái pháp chân đế là khác, và nói trên cái phương diện chúng sanh chế định để mà triển khai bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả, thì cái gọi là hạn lượng và vô lượng nó khác. Và khi mà chúng ta nói trên lĩnh vực thiền, đối với cái địa mục thiền, cảnh địa mục thiền và tâm nhận thức, tâm an trú, thì cái trường hợp nó hạn lượng và vô lượng nó khác nhau. Cho nên chúng ta tùy chỗ chúng ta nói. Chứ tôi xin được kết thúc câu trả lời này. Xin kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú kính thân thì tòa tiểu siêu, thì tòa pháp tinh thì gọi có ở trước máy không? Nếu thì gọi pháp tinh đang có mặt ở trước máy xin thỉnh thì gọi trả lời cho đáp án của trách nhiệm số 1. Không biết là tòa pháp tinh có mặt ở trước máy. Dạ. Thưa quý vị, chúng ta thử đi tìm thí dụ, mà thí dụ đó cho chúng ta thấy rằng đôi khi để đạt đến một cái cảnh giới cao hơn thì chúng ta phải biết quên đi cái căn bản mà chúng ta đã đạt được. Đây là một điểm rất là tế nhị trong học thuật. Dĩ nhiên là khi mà một số người chúng ta khi đọc chuyện về của Kim Dung, chuyện Kiếm Hiệp đó, thì chúng ta thấy có những thí dụ. Và qua những thí dụ đó là một người mà ví dụ như Trương Vô Kỵ được Trương Tam Phong truyền dạy cái chiêu thức đó. Mà khi Trương Vô Kỵ nói rằng con đã quên hết rồi, thì tổ sư Trương Tam Phong nói như vậy là con thì sử dụng được rồi. Bây giờ thì chúng ta không nói về chuyện như vậy, mà chúng ta thử tìm trong thí dụ nào sau đây đó, cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta muốn đạt đến cảnh giới biến mãn cao hơn đó, thì chúng ta phải quên đi cái mà mình đã học. Không phải quên hoàn toàn, nhưng mà chúng ta tạm quên đi. Ví dụ thứ nhất là một người mà nói giỏi ngoại ngữ cần đạt đến khả năng phản xạ, chứ không thể nhớ về, chứ không phải lúc nào cũng luôn luôn nên băng phạm ngữ pháp cả để mà nói. Người nào nói chuyện mà còn nói một ngoại ngữ mà vẫn còn nghĩ trong đầu cái nào là làm thế nào để đặt câu chủ từ, tục từ, động từ vân vân, thì nó chưa thể đạt đến cảnh giới phản xạ được, và họ nói còn rất là chậm. B là một thi sĩ sáng tác những vần thơ hay, không phải chỉ luôn luôn nhớ về niêm luật khi làm thơ. Dạ, kính thính thì tôi từ xin đi nghỉ. Dạ. Ví dụ như là làm thơ thì phải biết về niêm luật, đặc biệt ví dụ thơ đường chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà mỗi lần làm thơ mà nghĩ đến cách gieo vận, nghĩ đến khai thừa, nghĩ đến cái luật làm thơ chẳng hạn, thì nghĩ như vậy thì chúng ta không thể làm thơ hay được. C là cả hai thí dụ A và B đều thí dụng được. D là cả hai thí dụ A và B đều không thí dụng được. Mời quý phụ nữ trả kính thỉnh thì tòa Pháp Tân hoàn nghị cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tính, Đức Liên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ. Hôm nay cái đề tài chúng ta học về chuyên sâu về thiền thì có lẽ là nó cũng hơi khó một chút, mà có một điều đó là ở đây đó là Thượng Tọa Giác Đẳng soạn cho chúng ta một cái câu, các cái câu trắc nghiệm. Thì cái câu trắc nghiệm số 1 này đó thì hỏi rằng là thí dụ nào sau đây cho thấy một người muốn đạt đến cảnh giới biến mãn cần nhiếp thắng những căn bản đã đạt được ở bước đầu. A. Một người nói giỏi ngoại ngữ cần đạt đến khả năng phản xạ, chứ không thể luôn nhớ đến văn phạm được phương pháp. B là một thi sĩ sáng tác những vần thơ hay, không thể luôn nhớ đến những niêm luật khi làm thơ. C là cả hai thí dụ A, B đều có thể dùng được. D là cả hai thí dụ A, B đều không dùng được. Với Phật tử chúng ta quan hỷ chọn cho mình một cái câu hỏi nha, cái câu trả lời nha. Trước tiên đó
là nói đến để gọi là một cái người tu thiền ở trong Phật giáo đó, thì để mà đạt cái cảnh giới cao hơn á, thì cái câu hỏi ở đây, để mà đạt được cái cảnh giới cao hơn á, thì cần phải nhiếp thắng những căn bản pháp đã đạt được, điều đã đạt được. Một đó là một cái người nói giỏi ngoại ngữ á, cần đạt được cái khả năng phản xạ, chứ không thể luôn nhớ đến văn phạm ngữ pháp. Thì cái điều này đó, chúng ta thấy rằng là nếu nói đến cái ví dụ gọi là một cái người mà học ngoại ngữ, thì thường thường đó là lúc chúng ta mới học á, thì có lẽ là chúng ta cần phải nhớ ngữ pháp rất là nhiều. Nhớ ngữ pháp rất nhiều thì theo thi, giống như mình học tiếng Anh, học chia theo thi vậy đó, rồi chia theo ngôi thứ, rồi tất cả các thứ, rồi mình phải cần nhớ đến cái cấu trúc văn phạm của một cái câu đó nó được đặt ra như thế nào. Chúng ta cần phải nhớ để đặt câu. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta phải học qua hết một cái các cái cấu trúc đó đó, chúng ta phải nhớ hết. Rồi đến khi mà chúng ta ứng dụng, giống như một người á, chúng tôi thấy rồi, nhiều khi mình học ở trong trường lớp ngoại ngữ vậy, mà đến khi mà mình không có thường xuyên gặp người ta nói ngoại ngữ, nói tiếng Anh hay là bất cứ một cái ngoại ngữ nào mà người ta nói, mà mình không có tiếp xúc với những người đó thường xuyên á, thì có lẽ là mình sẽ quên hết, không nhớ. Nhưng mà do mình tiếp xúc, giống như cái người ở nước ngoài á, mình nói cái tiếng của họ, mình là người Việt Nam mà nói tiếng của họ đó, mình nói như vậy, nhưng mà rồi á, mình có nói sai đi nữa thì người ta cũng không có cười mình, bởi vì mình là cái người xem như là người ngoại quốc học tiếng của họ, họ là nói tiếng Anh thì họ là người Mỹ hay là người Anh gì đó, thì có lẽ là họ tiếng đó là tiếng mẹ đẻ của họ. Cho nên là mình nói tiếng của họ giống như là mình là người ngoại quốc thôi. Cho nên là mình nói sai thì họ không có cười mình, mà họ có thể là vui lòng họ chỉnh sửa lại cho mình nói sao cho chuẩn hơn, tốt hơn. Thì ý chúng tôi muốn nói ở đây đó là giống như một cái ví dụ mà mình học, mình hành thiền cũng vậy. Từ cái việc mà mình đạt đến sơ thiền, trước khi mình đạt được sơ thiền thì mình sẽ có những cái trạng thái ở nội tâm được cận định. Rồi sau đó mình đạt sơ thiền, tức là kiên cố định. Rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Ví dụ vậy. Thì chúng ta thấy lần lượt là chúng ta có được tầm tứ hỷ lạc định, các cái chi thiền. Rồi các cái chi thiền đó, nó sẽ áp chế tất cả các cái triền cái. Thí dụ năm triền cái là tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái và hôn tùy cái. Thì các cái chi thiền nó sanh khởi lên. Ví dụ như một vị mà đắc được sơ thiền thì có được trạng thái tầm tứ, ví dụ vậy. Thì tầm tứ là một cái trạng thái của các cái chi thiền. Khi có những cái điều đó để nó áp chế cho cái triền cái hôn trầm và cái triền cái hoài nghi. Khi mà nó áp chế hết rồi thì đi một cái vị mà đạt đến cái tầng thiền thứ hai là nhị thiền ấy, thì sẽ bỏ tầm tứ, ví dụ vậy. Là lần lượt là chỉ còn nó xả và định, đó là mình nói đến thiền sắc giới. Thì chúng ta thấy rằng lần lượt như vậy thì sẽ giảm bỏ đi, nhưng mà không có nghĩa là, giống như Thượng Tọa Giác Đẳng nói khi nãy, không phải là mình bỏ luôn, nhưng sự thật tạm thời là mình không có nhớ đến những cái đó nữa, giống như mình học ngoại ngữ. Sự thật trải qua, giống như một người mà chứng thiền như vậy thì có gì một lý do nào đó mà họ mất đi cái thiền đó, thì họ lấy lại cái thiền chứng đó, nó cũng rất là dễ, là vì họ đã có những điều đó rồi, bỗng vì lý do gì đó mà họ bị thất lạc đi đó, thì bây giờ họ cố họ lấy lại được đó, họ tìm lại những cái trạng thái đó, thiền chứng đó,
thì nó rất dễ hơn là cái người mà chưa từng chứng cái gì, chưa từng chứng gì, thì càng đơn giản chừng nào là càng dễ mà càng dễ cao hơn chừng nấy. Tức là mình đạt đến cảnh giới càng cao thì mình lại càng được bỏ bớt vậy. Nhưng mà không có nghĩa là mình không có qua những điều đó. Giống như là mình đã nhớ rồi, giờ thì không có nghĩa là mình quên hết hoàn toàn, mà tạm thời là mình không có nhớ đến những điều đó. Thì cái cách mà ví dụ giống như là người học ngoại ngữ vậy đó, lúc mà họ đã thuần thục rồi đó thì họ khả năng phản xạ ứng phó của họ thôi, tức là họ người kia hỏi như thế nào họ nói như thế nấy, họ nhớ, họ ứng xử theo cái thực tế của cái điều đó, họ sẽ có những cái phản xạ thích ứng với những cái câu hỏi mà họ muốn đặt ra, họ muốn nói gì. Thì đó nó giống như vậy, lúc đó không còn nhớ văn phạm nữa, mà không có nghĩa là họ không biết văn phạm, mà văn phạm trước đây họ đã từng học lúc buổi ban đầu, cho nên là bây giờ là họ chỉ còn có cái là phản xạ thôi, phản xạ nó thích ứng với những cái điều mà họ đã được học, cho nên nó trở thành cái lưu lót được, cái nhuần nhuyễn được. Còn nếu mà để nhớ văn phạm thì cái này, câu này đặt ra sao thì có lẽ là mình còn yếu. Đặt nó ở thì nào, ngôi nào đó thì có lẽ là mình còn yếu trong cái ngoại ngữ, ví dụ là như vậy. Rồi cái câu B á, là một cái thi sĩ đó, một cái thi sĩ đó sáng tác những dần thơ hay, luôn luôn không thể nhớ, không thể luôn nhớ về những niêm luật làm thơ. Thì chúng tôi thì cũng không có làm thơ, nhưng mà chúng tôi nhớ là bằng trắc, trắc bằng gì đó, giống như vậy. Thì mỗi một cái thể loại thơ như vậy thì sẽ có những cái niêm luật nhất định, có những cái niêm luật như vậy thì để tạo thành một cái vần thơ. Còn cái người làm thơ có hồn hay không á thì cũng tùy thuộc vào cái khả năng nhuần nhuyễn của họ và cái năng khiếu của họ, họ mới làm thơ hay được. Và đến lúc đó đó thì thật sự lúc mà mới bắt đầu tập tễnh làm thơ thì họ cần phải có phải nắm vững những cái niêm luật đó, nắm vững cái những cái niêm luật đó, để khi mà họ sắp thành một cái câu thơ hay là một bài thơ tư tuyệt hay là ngũ ngôn cái gì đó, hay là song thất lục bát vân vân, thì tùy theo một cái thể loại thơ mà nó có cái niêm luật nhất định, thì khi mà họ mới bắt đầu tỉnh thì có lẽ là họ cũng không thể nào mà họ bỏ đi những cái niêm luật đó, và họ phải dựa trên cái niêm luật đó để mà họ làm thơ. Rồi đến sau này đó thì họ thuần thục rồi đó thì họ không còn dựa vào trong cái niêm luật đó nữa, mà họ vẫn làm thơ, mà làm thơ rất là hay, nhuần nhuyễn hơn, chuyên nghiệp hơn so với lại ở buổi ban đầu. Ở buổi ban đầu thì không có nghĩa là họ bỏ đi những cái niêm luật, nhưng mà cái niêm luật đó nó trở thành những cái nhuần nhuyễn mà lúc bấy giờ thì biến họ, những cái bài thơ của họ có hồn hơn, cái bài thơ của họ là có thể là hay hơn, sâu sắc hơn, truyền cảm hơn, ví dụ như vậy. Thì đây là một trong cái ví dụ mà chúng tôi thấy là nó gần thích ứng. Còn cái câu B ở đây đó là cả hai cái thí dụ A và B đều có thể dùng được, thì thấy cái này nó hợp lý. Cái câu C là hợp lý. Còn cái câu D á, là cả hai cái thí dụ A và B đều không dùng được, thì cái này nó không có hợp lý. Bởi vì trong cái cách thiền đó thì mặc dù chúng ta chưa có phải chứng thiền, hay chúng ta chưa có trở thành những cái hành thiền thuần tục chuyên nghiệp, nhưng mà qua những gì được học ở trong Phật Pháp, qua kinh văn, thì chúng ta thấy là lần lượt là cái người tu thiền đó nó giảng lược bớt. Mà để mà có được những giảng lược đó, đó thì họ có những cái nền tảng căn bản trải qua, và sau một thời gian để mà họ thuần thục nhuần nhuyễn giảng lược đó thì họ đã có thời gian mà đi qua những căn bản nền tảng đó họ mới trải qua được. Thì cũng như cái hai cái ví dụ đầu A và B vậy, cho nên chúng tôi chọn cái câu C để làm đáp án ở đây. Thì thấy ở đây đó là Hoa Nguyệt chọn C, Diệu Giác cũng chọn C, Nhật Quỳnh chọn C,
Thăm má 10, chọn C. Còn ai nữa không? Có mấy người vậy? Rồi, xin chúc mừng quý Phật tử nha. Sao có mấy người, bạn thấy đông lắm mà. Bây giờ con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Sao thú, cái chuyện thực tập pháp tịch. Bây giờ chúng ta bước qua câu trắc nghiệm số 2. Xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm này. Không biết thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Thưa quý vị, đôi khi chúng ta có những câu nói đại loại như là đường nào cũng đến La Mã. Dạ, cái pháp niệm nào á, nó cũng tốt, miễn là mình đỉnh tâm thôi. Hay là quan trọng là lòng thành của chúng ta thôi. Hãy có tâm thành thì Phật chứng. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta nhìn kỹ đó, thì tất cả những pháp định nó đòi hỏi chúng ta là những pháp đó có thể đi đường dài với mình. Dạ, đi đường dài giống như người ta nói rồi. Để mà yêu thương nhất thời đó, thì ai cũng yêu thương được, nhưng một người có thể là bạn đời và chia sẻ đường dài thì nó phải có một số thích hợp nào đó mới có thể chia sẻ đường dài được. Thì bây giờ chúng ta thử tìm thực những pháp niệm hơi thở ở trong bốn pháp này đó. Cái pháp nào mà chúng ta có thể niệm về đường dài, tức là nó không có tạo ra những biến chứng. Niệm đường dài có nghĩa là nó không có những cái lĩnh kỉnh. Hay niệm đường dài có nghĩa là thấy ban đầu thì nó bình thường, nhưng mà về lâu về dài nó lại có thể đi với chúng ta lâu hơn, dài hơn là những cái pháp khác. A là niệm hơi thở chung với càn chuỗi. Đó là một cách mà ngày nay có nhiều người niệm niệm Phật hay niệm hơi thở, vừa niệm vừa làm chuỗi. B là, đây cũng là một cách niệm mà làng Mai đôi khi hòa thượng Chánh Hạnh dạy, là nên niệm vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, thở vào vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, mỉm cười chẳng hạn. Chúng tôi gặp có một vài vị vừa niệm vừa tập mỉm cười. C là thở ra vào biết là thở vào, thở ra biết là thở ra. D là thở sâu và chậm, tức là một cách điều tức và bằng cách là hít vào thật sâu, thật đậm và thở ra từ từ. Thì bây giờ chúng ta thử nghĩ trong những cách đó, cách nào mà chúng ta có thể đi đường dài được. Nghĩa là không phải là một ngày một bữa, nhưng mà chúng ta có thể niệm lâu dài để tạo thành tâm định được. Xin mời tất cả Phật tử trả lời và kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng hoan hỷ cho đáp án. Hello, hello. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh, cảm ơn Tự Mẫn. Thì ở trong cái câu trắc nghiệm số 2 đó, thì niệm hơi thở nhân cách niệm nào sau đây có thể giúp hành giả trú niệm đường dài? Có nghĩa là mình tu tập hoài đó, mình gọi là mình tu lấy cái hơi thở đó làm cái chỗ nương tựa đó. Cũng như là Đức Phật ngày dạy Kim Cúc lấy những cái tảng đất cài để làm chỗ trú ngụ, thì người hành giả nên lấy hơi thở làm chỗ trú ngụ. Nếu mà con chim cúc rời khỏi cái luống đất cài, nó sẽ bị những con diều hâu, những con này kia nọ bắt nó. Nhưng mà nếu nó ở dưới những cái luống đất cài á, thì mấy con diều hâu không thể nào bắt được nó. Thì Đức Phật ngài cũng nói, nếu một người ăn trú niệm hơi thở đó thì ma vương sẽ không thấy đường, ma vương sẽ mờ mắt. Nên á, mình gọi là hành giả trú niệm đường dài, gọi là mình tu tập với hơi thở đó, mình gọi là thân thở, lấy hơi thở làm cái chỗ mà nương trú đó. Thì chúng ta theo niệm hơi thở với cái tràng chổi. Thật sự ra thì chúng ta biết rằng á, mình tâm của mình nên tập biết một cảnh thôi. Ví dụ mình đặt niệm ở cái lỗ mũi, thì cái hơi thở ra đó, thì nó gió nó xúc chạm vào cái lỗ mũi đó, thì chúng ta ghi nhận nó như vậy. Cái hơi thở vô mình cũng ghi nhận, hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở nhận, hơi thở ra. Và mình phân biệt cái hơi thở vô nó mát hơn hơi thở ra, quý vị.
À, bởi vì trong cái thân nhiệt của chúng ta đó, mà khi chúng ta thở ra cái hơi nó nóng, nhưng mà khi mà không khí bên ngoài chúng ta hít vào thì cái hơi nó sẽ mát. À, chúng ta nếu mà chúng ta đặt niệm mà chúng ta sống với hơi thở thì chúng ta sẽ tu tập, chúng ta sẽ cảm nhận được như vậy. Nên không thể nào mà chúng ta niệm hơi thở chung với cái tràn chổi được. Cái tràn chổi là cái tai chúng ta phải lần lần như vậy nè. Mà hễ cái tai lần á, thì cái thân căn nó sanh ở cái ngón tai, để cái hột tràn chổi là cảnh xúc. Còn khi mà chúng ta niệm hơi thở đó, thì chúng ta đặt cái hơi thở cảnh xúc đó, là cái hơi thở ra, hơi thở vào nơi cái vành lỗ mũi, hay là nơi cái chỗ mà mình có thể đặt niệm được trong cái sự hơi thở ra, hơi thở vào. À, như vậy thành cái mà không thể nào niệm hơi thở chung với cái tràn chổi được. Tràn chổi là cái tai mình lần lần như vậy, mà cái hơi thở thì ở mũi, nên làm việc này nó không có tập trung được. Không thể nào sống bằng một cái người sống bằng niệm hơi thở ra hơi thở vào, mà có thể lấy cái tràn chổi đó mà làm chân khí với nhau được. Nên chúng ta không chọn cái đáp án là cái câu A. Cái câu B vừa thở vừa tập mỉm cười. Thì thật sự ra khi mà chúng ta nói rằng mình tập mỉm cười đó, mình có cái gì để cười. À, chứ không phải tự nhiên mình cười đâu, không phải mình cười đó thì cái tâm mình biết cái cảnh gì mà cười, chứ không phải là tự nhiên mình cười đâu quý vị. Thường thường chúng ta phải nói rằng chúng ta nhớ lại cái cảnh nào đó mà làm cho cái tâm mình nó vui, mình mới cười được. Chứ không phải là mình vừa niệm như vậy mình cười, vừa thở ra và tập mình cười thở vô, không phải vậy. Chúng ta không có làm cái cách đó. Và cái cách đó không phải là cách của Đức Phật ngày dạy. Cái câu C là thở vào, biết thở vào, thở ra, bước thở ra. Thật sự đó thì cái người hành giả tu tập đó, giống như là cái người mà gác cái cổng thành thôi. Cái người ta đi vô, mình biết ta đi vô, ta đi ra, mình biết đi ra thôi. Nó chỉ có đơn thuần là như vậy thôi. Cái mình gọi là chánh niệm tỉnh giác đó. Mình biết hơi thở vào, hơi thở ra. Mà hễ thở vào, hơi thở ra thì nó cũng có danh sách. Mình biết danh sách sanh diệt đó. Thì hơi thở vào thì không phải là hơi thở ra, hơi thở ra không phải là hơi thở vào. Và cái lỗ mũi mình là thân căn, mà cái cảnh xúc cũng là cảnh xúc cũng là sắc pháp, mà sắc mà chúng ta gọi là sắc cảnh xúc. Tâm mình nó biết hơi thở vào hơi thở ra là danh, tâm mình biết hơi thở vào hơi thở ra là danh biết sắc. Và mình thấy nó cũng sanh diệt như vậy. Khi mà cái tâm thân thức sanh lên rồi mình biết cái hơi thở vào nó cũng sanh cũng diệt, thì hơi thở ra nó cũng sanh cũng diệt như vậy. Nên chúng ta có thể chọn cái đáp án là cái câu C. Còn câu D là nói rằng thở sâu và chậm. Thật sự ra đó thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta tập đó, thì chúng ta ngồi yên đó, thì cái hơi thở sẽ ngắn từ từ quý vị. Nhưng mà cái hơi thở thì là hơi thở thôi. Bởi ta thấy trong bài kinh Đại Niệm Xứ có nói rằng hơi thở vào biết hơi thở vào, ra biết ra, dài biết dài, ngắn biết ngắn. Dài là lúc nào mình đi đâu về mình ngồi xuống đó thì mình mệt đó, cái thân nhiệt của mình hay là cái nhịp tim của mình nó còn đập mạnh đó, thì mình thở cái hơi thở của mình đó, nó sâu. Nhưng mà khi mà mình ngồi cái tâm mình yên tĩnh đó, thì cái hơi thở lại ngắn cái gì, nó hơi thở nó ngắn. Cái thân nhiệt của chúng ta đó, cái nhịp tim bắt đầu nó bình hòa trở lại. Quý vị thử chạm tim đó, cái nhịp mạch nó sẽ tăng nhanh. Nhưng mà khi mà mình nằm ngủ thì cái nhịp mạch mình nó phải xuống thấp thì mình mới ngủ được. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà muốn ngủ đó mà mình vận động mạnh, mình chạy lẹ thì không thể nào mình ngủ được hết á. Nhưng mà khi mà mình để cho cái thân nhiệt mình nó cái hơi thở mình nó mới đầu nó thở lẹ, nhưng mà từ từ nó chậm từ từ mình rất là dễ ngủ. Thì cái người theo dõi hơi thở đó, mình không phải là thở sâu và thở chậm, không phải vậy. Mà cái hơi thở như thế nào thì mình biết như thế đó thôi. Có nghĩa là bách chanh a tí đó, có nghĩa là cái hơi thở như thế nào đó, thì mình biết cái hơi thở như thế đó. Hơi thở đó, do cái thân của mình. Cái thân của mình nó lúc mà mình mệt, mình đi lẹ đó, thì cái nhịp tim và cái hơi thở mình nó cũng hỗn hển. Nhưng mà khi mà mình ngồi yên lại đó thì cái hơi thở mình nó sẽ chậm và nó sẽ nhẹ. Thành ra mình chỉ biết cái hơi thở như thế nào, mình biết như thế đó thôi.
chứ không phải là mình phải thở sâu mà thở chậm, không phải vậy. À, không phải thở sâu và thở chậm, mà cái hơi thở mình nó như thế nào thì mình như thế đó. Mình chỉ theo dõi hơi thở thôi, chứ mình không phải là mình dẫn hơi thở, quý vị. Cái người mà họ theo dõi hơi thở đó là khác, cái người dẫn hơi thở là khác. Mình muốn hơi thở vô, mình dẫn nó vô, thở ra, mình dẫn nó ra. Nhưng mà thật sự làm như vậy nó không có phù hợp. Bởi vì cái thân của mình lúc mà mình mệt và lúc mình khỏe, lúc mình vận động và lúc không vận động đó, thì cái nhịp tim của mình cũng khác, cái hơi thở mình cũng khác. Và mình cứ thực tế như vậy, nó như thế nào thì mình biết như thế đó thôi. Nên đừng thường biết rằng khi mà mình ngồi thiền, mình buồn ngủ, mình có thể đứng dậy đi kinh hành. Mình đi chậm nó buồn ngủ, mình đi lẹ lên, thì cái thanh nhiệt của mình nó vận hành nó thì mình sẽ bớt buồn ngủ. Nên thường thường Đức Phật nghe nói rằng khi một cái vị đi khu á, mà ngồi thiền như vậy đó, theo dõi hơi thở, nhưng mà bị hôn trầm thiền miên á, mình dùng đủ cách mà không có trừ trừ được nó đó, thì mình đứng dậy, mình đổi quan nghi, mình đi kinh hành. Rồi đi kinh hành á, thì mình đi chậm, nhưng mà nếu mà mình vẫn còn buồn ngủ thì đi lẹ lên, đi lẹ ăn chút xíu thì nó sẽ hết buồn ngủ của chị. Thành ra chúng ta không có chọn cái đáp án là cái câu D, mà chúng ta chỉ được chọn cái đáp án là câu C. Hơi thở, biết cái hơi thở vào, hơi thở ra, chỉ biết như vậy thôi. Nó dài thì biết dài, ngắn thì biết ngắn, có nghĩa là như vậy thôi. Có lúc mình ngồi thở, có nhiều khi quý vị thấy là thở, có lúc nó rất là tế, nghĩa là mình phải để ý dữ lắm mình mới thấy cái hơi thở. Bởi cái lúc bây giờ cái tâm của mình nó tịnh và cái thân của mình nó không bị vận động nhiều đó, thành ra cái hơi thở lúc bây giờ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Thành ra chúng ta có cái đáp án cô xe quý vị. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa đẳng trở lại, nếu có cái gì thì thỉnh thượng tọa giải thích thêm nhờ. Sa thú cái chuyện từ tòa pháp đồng, đại đức pháp tính, có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức pháp tính đã có mặt trước máy, xin thỉnh đại đức pháp tính cho đáp án của trắc nghiệm số 3. Chúng ta hãy nói về một số các thí dụ. Câu nào sau đây có thể dùng để thí dụ về khả năng nhuộm màu hay là khả năng biến mãn của tâm thức? Câu thơ trong Truyện Kiều là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, là người có buồn một chuyện nhưng mà họ thấy cả thế giới này đều là không vui hết. Đó cũng là một cách cái tâm nó nhuộm màu cả thế giới này. B là người mang kính màu, thấy mọi thứ xung quanh đều có cùng màu. C là người thương gia, nhìn thấy xung quanh đều là cơ hội làm ăn. D là cả ba thí dụ trên. Mời quý vị thử trả lời và kính nhận đại đức tính và vị cho đáp án. Nam mô Bụt, con xin thành kính lĩnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô trung nữ cùng các vị chuyện nam chính nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Bây giờ chúng ta tiếp tục với câu trắc nghiệm số 3. Câu trắc nghiệm số 3 này đó hỏi rằng là câu nào sau đây có thể dùng để thí dụ về khả năng nhuộm màu hay biến mãn của tâm thức. Đáp án A đó thì trả lời rằng là câu thơ trong Truyện Kiều: người buồn cảnh có vui đâu giờ. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái câu văn được mô tả ở trong Truyện Kiều. Nhưng mà thường thường quý vị thấy rằng ở ngoài thế gian, ngoài đời sống của chúng ta, có khi chúng ta cũng nói, rồi có khi trong cái chuyện giao tiếp hoặc là trao đổi Phật học đó, chúng ta cũng lấy cái câu thơ này ra để làm thí dụ. Là tại sao vậy? Tại vì cái câu thơ này đó, tuy rằng thơ ở trong sách vở, nhưng mà nó cũng gần với cái đời sống ở bên ngoài, nó gần với rất là nhiều cái tâm trạng đó. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều khi mình cũng nói chơi chơi, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, thì cảnh thì lúc nào nó cũng vậy quý vị. Còn nếu mà mình phân tích ở trong Phật học thì cảnh đơn thuần nó là cảnh thôi, nhưng mà nó vô tri vô giác. Quý vị thấy rằng đối với cái mặt trời mọc á, thì nếu mà nhà thơ á, thì người ta sẽ diễn tả
buổi sáng bình minh, bầu trời trong trong xanh gì đó, mặt trời, ông mặt trời lên cao, vân vân. Mỗi người người ta diễn tả mỗi cảnh, mỗi cái ý nghĩa đó, nhưng mà thật sự ra thì cái mặt trời mọc ngày nào nó cũng vậy hết đó, nhưng mà do cái tâm của mình cảm nhận rồi mình nói lên đó, thành ra quý vị thấy rằng là ở trong đối với cảnh thì hoặc là khi mà tâm mình á là mình nó có những cái cảm xúc là nó khác nhau, thì cái cảm xúc như thế nào thì người ta sẽ nói lên như thế đó, thì những cái điều này á nó cũng làm thay đổi cái tâm thức mình biến mãn, có nghĩa là quý vị thấy rằng cái tâm thức của chúng ta đó có khi nó sẽ nhìn thấy như vậy, có khi nó nhìn khác với cái thực tế đó, thành ra quý vị thấy rằng cái câu thơ này cũng nói lên cái sự mà thay đổi hoặc là cái sự nhuộm màu trong cái sự nhìn nhận cái sự nhận thức của chúng ta. Vậy là cái đáp án A này là chúng ta đã chọn rồi đó. Đáp án B, người mang kính màu thấy mọi thứ xung quanh đều có cùng một màu. Cái điều này thì chúng ta khỏi cần tu chứng. Chúng ta chỉ cần đeo mua cái mắt kính về, chúng ta đeo vào là chúng ta biết liền. Có nghĩa là mình đeo cái mắt kính mát thì mình nhìn xung quanh ở đâu mình cũng thấy mát hết đó. Dù cho ở bên ngoài nó rất là nóng hoặc là nó rất là chói chang đó, thành ra quý vị thấy rằng cái thí dụ này cũng diễn tả cái khả năng mà mình nhuộm màu cho trong cái sự tu tập mình nó cũng thích hợp đó. Vậy thì chúng ta đã chọn thêm một cái đáp án B nữa rồi. Đáp án C, một thương gia nhìn thấy chung quanh đều có cơ hội làm ăn. Thì đối với những cái người mà người ta có cái tâm, có cái kiến thức về thương trường, có cái kiến thức về cái sự làm ăn, thì quý vị thấy rằng nếu mà mình đem người ta đến một cái môi trường nào người ta cũng biết làm hết. Nếu mà những người có đầu óc kinh doanh thì quý vị đưa vào ở trong bất cứ một cái môi trường nào người ta cũng làm được. Nói cái điều này chúng tôi nhớ trong mấy ngày gần đây cũng nghe những người ta nói mình đi tu mình cũng phải kiếm cái nghề gì. Quý vị thấy rằng có nhiều chùa thì sợ phải kiếm cái nghề làm tương, làm trao, làm một cái, nói chung là làm một cái nghề gì đó để làm kinh tế cho chùa. Nhưng mà thật sự ra đó, đối với chúng tôi đó quý vị, thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà mình tu tập mà mình hành thiền nè, mà những cái đề mục như tám thắng xứ, bài học ngày hôm nay nè, nếu mà mình rành rẽ chi tiết rồi cũng như thiện xảo, thì chúng tôi nghĩ rằng chắc có lẽ là nó sẽ có hiệu quả cao hơn gấp mấy chục lần cái người mà biết làm trao hoặc là làm tương. Thành ra chúng tôi nói lên cái điều này là để chúng tôi tin tưởng học và cái sự hành học pháp và hành pháp hơn là những cái nghề nghiệp của thế gian. Thật sự ra những nghề đó thì chỉ có để Phật tử người ta làm thích hợp, những người ta có cái khả năng người ta trong cái sự mua bán hoặc là kinh doanh người ta làm nó thích hợp hơn. Đó là chúng tôi nói thêm, nói chơi thôi. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với cái người thương gia nhìn xung quanh đều có cơ hội làm ăn, thì nó cũng là biến mãn của tâm thức, ở đâu nó cũng biến được hết. Thành ra đó, chúng ta chọn cả ba đáp án. Chúng ta chọn cả ba đáp án thì chúng ta chọn cái câu D. Chúng ta chọn cái câu D, cả ba thí dụ trên là đáp án cho câu trắc nghiệm số 3 này. Dạ, con bây giờ thì con hình như con đã thấy Thượng Tọa Tuệ Quyền vô mới vào, con đảnh lễ đến Thượng Tọa. Bây giờ con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy nhà. Sa thú cái trường để Pháp Kính. Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa cho đáp án câu trắc nghiệm số 4.
Dạ, mời quý Phật tử trả lời cho có các điểm số. Tại sao ở trong thiền chỉ và đặc biệt trong kinh điển Pali đó, thì chỉ đề cập đến bốn màu là xanh, vàng, đỏ, trắng là thắng xứ. Trong khi đó chúng ta có rất là nhiều màu, ví dụ trong computer có thể là chúng ta có thể 64 màu hay là có thể là 16 triệu màu hàng. Nhưng mà ở đây chỉ đặc biệt đề cập đến bốn màu thôi. Với những màu khác không đề cập, như màu tím có thể đề cập đến, màu xanh lá mạ không đề cập đến chẳng hạn. Thì câu trả lời A là vì đó là những màu gốc. Nghe tức là chúng ta biết ba cái thứ màu vàng đỏ ra, từ đó chúng ta pha màu ra thành ra vô số màu. Nhưng mà thực sự trong tất cả màu chỉ có ba màu gốc thôi. Và dĩ nhiên bên cạnh ba màu gốc còn có màu trắng nữa. B là vì đó là những màu đẹp. C là vì đó là màu dễ tìm. D là vì đó là màu ưa thích của chư Phạm Thiên. Quý Phật Thiên khi nào mà đọc xong rồi trả lời, mới đọc một câu số 1 quý vị trả lời rồi. Vô mời quý vị trả lời và cái tình từ tổ tiên quyền nghĩ cho các bạn. Ô Bích Thai Giá Nam Mô Tham Mai Giá Nam Mô Sơn Khai Giá Gia Thưa, để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ quý vị nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng có kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì câu hỏi rằng là tại sao những đối với thiện chỉ thì chỉ có bốn màu xanh vàng đỏ trắng, trong khi thì có rất là nhiều màu. Tại sao mà trong thiền chỉ chọn như vậy? Ở trong cái thiền chỉ nó về cái đề mục, và nó có cái đề mục xanh vàng đỏ trắng. A đó là vì đó là vì cái màu gốc, đây là chúng ta tạm thời chấp nhận, bởi vì chính bốn màu này nó pha ra tất cả tím rồi hường rồi xanh lá cây hay là màu nhạt màu gì vân vân, màu vàng cánh gián rồi này nọ, tất cả cái thứ mà chúng ta muốn như vậy thì nó phải đến chính là cái màu gốc. B vì đó là những cái màu đẹp, thì Kasina đó là cái sự tu tập á, cái đề mục không chọn cái đề mục đẹp mà chọn đề mục nó đúng và nó tốt cho vị hành giả đó, cho nên nó đẹp là chúng ta thấy sai rồi. B là sai. C vì những màu đó tìm, có thể nói rằng là xanh vàng đỏ trắng thì nó dễ tìm hơn là những cái màu đẹp khác, chẳng hạn như giờ tìm cái màu tím thì chúng ta thấy phải pha các cái màu đỏ và đen, và một chút xíu gì chẳng hạn như là một xíu trắng gì đó vào để cho nó nhạt từ từ và nó ra cái màu tím. Cho nên cái câu C này cũng không phải là đúng. Câu D đó là những màu ưa thích của chư Phạm Thiên. Kính thưa quý vị, thì nói đến chư Phạm Thiên ưa thích những cái màu sắc như thế nào thì kính thưa quý vị, thì cái điều này chúng ta chỉ khả dĩ chúng ta nói thôi. Cái màu sắc của Phạm Thiên thì nó cũng tùy theo cái dĩ nhiên là chói sáng, dĩ nhiên là nó nhiều màu sắc rồi, thì đó là màu của các vị Phạm Thiên, chứ không chỉ có xanh vàng đỏ trắng. Mà ở đây cái màu gốc đó nói lên vị hành giả tu tập một cái màu gốc như vậy, một cái màu nó nguyên thủy như vậy, nó có thật, chứ còn không phải là một cái gì mà là đẹp, mà cái gì đó gọi là nó hay, mà chính cho chúng ta. Từ chỗ đó rồi chúng ta cho là cái điều này điều nọ, thì trên cái nhìn của chúng tôi nó là như vậy. Mà quý vị thì không biết quý vị, thì bây giờ thì chúc mừng đến cho Thamathen, tức là chọn là A Triệu Mẫn là A, Chiều Quá Hạnh Phúc là A, Hoa Nguyệt là A, Châu Phan là A, Diệu Giác là A. Tự Mẫn là A,
như tất cả đã chọn A, quý vị quá là giỏi. Dạ, chúng tôi cũng xin đáp án là A. Con xin kính cung thỉnh thượng tọa quay trở lại, nếu mới có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Tha Giá. Sao thú kính trưng thiêu thuật tuyên quyền. Đại Đức Nguyên Thông, Đại Đức Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Nguyên Thông đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Đại Đức Nguyên Thông cho đáp án của trắc nghiệm số 5. Một lần nữa xin hỏi Đại Đức Nguyên Thông có nghe được không? Có lẽ Đại Đức Nguyên Thông không nghe được. Thiêu tọa Pháp Tân. Ôi dạ, thấy được Đại Đức Nguyên Thông. Tỉnh Đại Đức Nguyên Thông cho đáp án của trắc nghiệm số 5. Chỉ thắng xứ Avivayatana. Trong bài kinh hôm nay có hàm nghĩa nào sau đây? A là đối tượng để tôi luyện tâm định. Khi mình tu tập định lực, mà đây là những đối tượng để tạo nên định lực, gọi là thắng thắng trí. B là đề mục niệm có thể đưa đến những tầng thiền cao của sắc giới. Tức là có những đề mục niệm như là niệm thí, niệm giới, vân vân thì chỉ đạt đến cận định thôi. Nhưng mà đề mục này thì lại đưa đến những tầng như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. C là cơ sở đi luyện thần thông với khả năng biến mạng. Ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất nói rằng nhìn một cái đống gỗ mà có thể biến mạng thành đại địa là bởi vì là ở trong khúc gỗ có đại địa. Thì những đề mục này nó có khả năng biến mạng tạo nên những cái thần thông, nhất là thần thông biến hiện. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh Đại Đức Nguyên Thông Hoa Kỳ cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin góp ý cho câu trắc nghiệm số 5, hỏi rằng chữ thắng xứ, thắng xứ Avivayatana trong bài kinh hôm nay có hàm nghĩa nào sau đây? A, đối tượng để tôi luyện tâm định. Dạ, cái bài này thì sớm mơ vừa qua những câu hỏi thì có duyên dáng về cái tâm định. Thì có thể là đúng như vậy. B là đề mục niệm có thể đưa đến những tầng thiền cao của sắc giới. Dạ đúng rồi, đề mục niệm là mình luyện cái thần lực, là cái tâm định của chúng ta. Đã niệm nghĩa gì? Niệm là chú tâm. Tiếng Anh gọi là concentration, là chú tâm. Chú tâm vào cái hơi thở, thì khi mà chú tâm vào hơi thở thì khi mà học thì có một thời gian nào đó thì chúng ta có thể đắc sơ nhị tâm tứ thiền. Thì câu B cũng là đáp án cho cái đối tượng tượng mà mình học thiền hôm nay. C là cơ sở để luyện thần, đã luyện thần thông thắng trí với cả khả năng biến mãn. Cái này bởi vì con không có thần thông, không có biết, không có học để mà cách luyện thần thông. Nhưng mà trong kinh có nói là những người mà luyện, mà tu hành theo cái đề mục mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy, ta gọi là Sa Môn Pháp đó. Thì có một cái bà ở cái thôn tên là Thủy La Thôn, thì khi mà thấy chư Phật, chư 60 vị tăng đến đó, thì hỏi để làm gì đó, thì chư đó là trả lời là để hành cái Sa Môn Pháp. Thì bà mới hỏi là cái Sa Môn Pháp này Đức Phật chỉ dạy cho tỳ kheo chứ còn người thường học được không? Thì chư tăng nói là người thường cũng học được. Thì bà nghe nói vậy, bà đảnh lễ về sư xin học cái Sa Môn Pháp đó. Thì khi bà đảnh lễ học Sa Môn Pháp về cái bà Samatha và Vipassana đó, thì bả hành trong vòng 2 tuần lễ thì bả đắc tam quả cộng với lại cái tha tâm thông. Thì khi bà đắc xong, bà quán sát, dùng tha tâm thông quán sát
60 vị tỳ kheo thì chưa có người nào đắc hết. Và vì vậy cho nên con mới khẳng định rằng là câu C là cơ sở để luyện thông, là bởi vì cái bà đó theo cái kinh sách để lại thì bà đó không có biết gì cả, mà Chư Tăng để chỉ dạy cho bà, rồi Chư Tăng chỉ dạy cho bà cách mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy cho Chư Tăng, mà bà đã học lại, học lóm lại đó, mà bà đã đắc trước 60 vị Tăng đó. Thì do đó con thấy rằng khi mà tập trung tư tưởng vào một cái đối vật là hơi thở hoặc là xanh trắng đỏ vàng đó, thì người đó có một khả năng có thể đắc thần thông, trong khi mà cái sự cái concentration, cái định lực nó đầy đủ thì có thể biến mãn để thành những thần thông đó. Bởi vì vậy cho nên cả ba câu trên đều đúng, thì con thấy là chìa khóa hạnh phúc từ bi triệu mẫn giác minh hoa nguyệt châu phan đã có câu trả lời đúng. Tham ma mười là gì? A là gì? Đối tượng để tôi luyện tâm định thì cũng đúng, nhưng mà còn ba câu kia cũng đúng, cho nên là cũng có thể là đúng. Nhật Quỳnh cũng đúng. Dạ kính thưa sư phụ, con trao mai là cho sư phụ để sư phụ giảng giải thêm những điều con nói chưa đúng, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sao thu cái trình thì quyền thông mà thì tổ hợp tân thì tổ có ở trước máy không? Nếu thì tổ hợp tân đang có mặt ở trước máy xin thỉnh thì tổ hợp tân cho đáp án con phát nhiệm số 6. Câu chuyện nào sau đây nói về năng lực của tâm biến mãn? Tâm biến mãn tức là mình dựa trên một đối tượng mà mình nhìn thấy được nhiều đối tượng, thấy được tất cả, hay là thấy đối tượng này nhưng mà liên tưởng đến đối tượng khác, như chúng ta nói cái khả năng nhuộm màu hay khả năng biến bản cả thế gian này. Thì A là một tỳ kheo đang niệm được một thân quán, nhìn thấy một phụ nữ đi ngang mà cười đó, thì nhận ra là có một bộ di động. B là một người trong vườn phúc lâm chung thấy lửa cháy, nhớ tới màu Ikasa mà mình đã từng cúng dường. Thay vì người ta thấy lửa cháy là mình sợ hãi mình xin ngồi đi ngục, nhưng vì này thấy lửa cháy thì là nhớ rằng mình đã từng cúng dường Ikasa và nhớ lại cái phước hạnh mình đã làm do bị mình sanh vào cảnh an lạc. C là một tỳ kheo nhìn thấy lửa rừng và Đức Phật Ngài xuất hiện, Ngài nói lên một câu kệ, và vị này dùng cái lửa rừng đó để mình thiêu đốt tất cả những ký sự lớn nhỏ. D là cả ba câu trên. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh Thượng Học Tân Hoàng Thị cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trung rung. Chúng ta có cái câu trắc nghiệm số 6 nha. Cái câu trắc nghiệm số 6 ở đây hỏi rằng là câu chuyện nào sau đây nói về năng lực của tâm biến mãn. A là vị tỳ kheo đang niệm về đề mục thân quán, nhìn thấy một phụ nữ cười thì nhận ra một bộ sứ di động. Thì cái điều này là chúng ta biết rằng ở trong Thanh Tịnh Đạo có nói đến một câu chuyện của một vị tỳ kheo khi niệm về hài cốt đó. Cho nên là cái vị tỳ kheo này gặp một cái người phụ nữ đi trên con đường ngược lại, rồi cái người phụ nữ này cười. Thì lúc đó cái vị tỳ kheo này nó là do đang quán niệm về cái đề mục đó, cho nên là vị đó đang quán mà thuần thục ở trong cái việc mà mình đang quán, cái đề mục mà mình đang quán. Cho nên là vị tỳ kheo đó không thấy cái người phụ nữ đó cười, như là trong cái cách mà mình nhìn một người thông thường, thấy người ta cười, thấy người ta khóc, thấy người ta biểu cảm của một điều gì đó. Nhưng mà ở đây đó là cái vị tỳ kheo này chỉ thấy là cái bộ xương di động thôi, qua đó là mình đang niệm về
quán niệm về hài cốt, cho nên là cái vị đó thuần thục. Nhưng khi mà có thuần thục rồi đó thì lúc đó không có nghĩ thấy rằng cái người phụ nữ đó cười nữa, mà thấy rằng đó là một bộ xương, đó là trong một sự thuần thục. Cái đề mục mà mình đang quán niệm, cái cô B đó là một người trong giờ phút lâm chung thấy lửa cháy, nhớ tới màu y ca sa mà mình đã từng cúng dường. Thì câu chuyện này chúng tôi nhớ không lầm, nằm ở trên Kinh Phật Cú, có nhắc đến cái câu chuyện của một cái bà cụ có một cái người con đi xuất gia. Thời xưa thì cái việc y áo cũng rất là hiếm. Bà cụ thì mẹ, do mẹ cho nên là người con đi xuất gia, cho nên là cái tình yêu thương của mẫu tử đó, bà cũng rất là quan hỷ cho con xuất gia. Nhưng mà bà gắng cố gắng để vệt vải rồi nhuộm thành màu y đó. Thì cái màu y đó nó cái màu nó ngã sắc đậm, nó không còn màu vàng nữa. Ngã sắc đậm ở trong kinh gọi là màu hoại sắc, tức là màu sắc vàng mà nó ngã sẫm xuống. Thì ngày nay chúng ta thấy là có một số y thì cái màu nó không khỏi là vàng anh, nó làm cái màu nó ngã sẫm đi. Thì bà cụ thì lúc sinh thời thì bà không có lúc sinh thời thì bà cũng không có làm cái điều thiện gì nhiều, chỉ có một việc là may cái chiếc y đó, và bà nghĩ là bà sẽ dâng cúng cho con bà. Một là với cái tình thương mẫu tử, hai là cũng với cái tâm thiện là cúng con bà, cúng cho con bà. Rồi khi mà bà lâm chung á, thì chúng ta thấy rằng một trong những cái hiện tượng, cái hiện tượng mà ở đó là tâm thức nhìn thấy. Bởi vì với cái nghiệp tướng hay là những cái thú tướng, tức là nghiệp tướng ở đây là thấy những cái cảnh mà liên quan, và thấy cái màu đỏ lửa rực cháy, thì thường thường trong cái ý niệm chung là cái thấy rõ lửa rực thì có thể là sanh địa ngục. Nhưng do bà lúc đó bà thấy cái mỏ thì bà không nghĩ là lửa, mà bà lại nhớ tưởng đến cái y, chiếc y của con bà mà bà quan hỷ cúng được cho con bà, cho nên bà sanh lòng quan hỷ, sanh tâm quan hỷ. Chính vì sanh tâm quan hỷ lúc đó cho nên là bà đã sanh cảnh giới tốt, cảnh giới lành. Thì ở đây là do cái sự, cái duyên chắc có lẽ là cũng do cái thiện duyên từ đời trước, do cái thiện duyên đó. Rồi cũng là do cái tâm quan hỷ của bà cho nên bà sanh cảnh giới lành. Rồi cái câu là một vị tỳ kheo nhìn thấy lửa cháy rừng, sự khai thị của Đức Phật đã triển khai tệ quán thiêu đốt tất cả các cái sự lớn nhỏ. Thì ở đây đó thì chúng tôi không có nhớ lầm, nhưng mà dựa trên cái ý đó thì có một điều đó là vị tỳ kheo nhìn thấy cái lửa cháy rừng đó, cho nên có thể là về cái đề mục mà đề mục lửa từ ở cái dịp mà ở trong cái thì chỉ đó thì có bốn cái đề mục lớn nữa, thì có đất nước lửa gió đó. Có nhiều người thì nhiều vị hành giả thì mượn cái đề mục đó để mà mình tu tập trao dồi. Rồi trong cái sự việc này đó thì có lẽ là cái sự thuần thục của một vị tỳ kheo do cái vị quán của mình đã được cái sự khai thị của Đức Phật, khai thị của Đức Phật, cho nên cái vị đó thiêu đốt phiền não. Bởi vì chỉ có cái tệ quán sanh khởi lên đó, thì cái phiền não nó mới có thể dập tắt được, lửa phiền não có thể dập tắt được.
Thì phiền não là những cái mình có thể nói là những cái cấu quế bận nhơ ở nội tâm. Hay phiền não là một cái chất liệu để thiêu đốt chúng sinh. Thì như vậy thì ở đây đó là khi mà nói đến những điều đó đó, thì cái vị tỳ kheo này quán, cho nên là các cái kiêu kiết sử được được tiêu mòn hết và giảm dần hết, không còn nữa, dứt sự sạch luôn. Vị này chứng đắc. Thì mình nhìn lại một cái câu hỏi ở đây đó là cái năng lực của nội tâm biến mãn, nội tâm biến mãn. Thì cái câu A, câu B và câu C thì nó đều là hợp lý cho cái việc mà nói rằng cái nội tâm biến mãn đó, với cái cách của một năng lực của nội tâm của một cái vị hành giả biến mãn nội tâm một cách sung mãn đó, cho nên là vị đó có những cái sự thành tựu, thành tựu ở trong cái phương diện mà mình biết ở đây. Thì do vậy thì chọn cái câu D nó hợp lý, bởi vì A, B, C thì nó có điều đúng hết, điều đúng hết. Thì ở đây không biết là các vị trả lời ra sao nữa, nó chạy đâu mất hết rồi. Thấy Từ Bi trả lời D, Triệu Mẫn trả lời D, Chìa Khóa Hạnh Phúc trả lời D, Quang Nguyệt trả lời D, Châu Phan trả lời D, Diệu Giác trả lời D, Giác Minh trả lời D, và Thâm Mười trả lời D, Từ Mẫn trả lời D luôn. Xin chúc mừng các vị Phật tử. Bây giờ thì con kính thỉnh tòa giác đẳng trở lại tha giả. Sau thủ kính trình thỉnh tòa Pháp thưa quý Phật tử, ở trong Phật Pháp đó, chúng ta tìm thấy được một lĩnh vực rất là rộng, đó là dạy về tâm. Dù là trên phương diện ý nghĩa hay là ngôn ngữ hay là tâm thuật, thì lĩnh vực này là lĩnh vực rất là rộng. Và khi nói đến về một tâm đó, thì ta thấy rằng từ cái trạng thái tâm trong cuộc sống hàng ngày, đi đứng nằm ngồi, vui buồn, thương ghét, phiền não thanh tịnh vân vân, thì có rất là nhiều gợi ý quan trọng. Và đi sâu hơn cảnh giới của tâm định, thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều điều được Đức Phật dạy. Và nếu chúng ta có thì giờ để chiêm nghiệm về những điểm này đó, thì cho chúng ta những bài học rất là quan trọng. Chúng tôi nhớ rằng hồi chúng tôi đi học trong trường, thì cái bên dương chúng tôi học là psychology. Và lúc đó thì thật ra những cái khái niệm về tâm lý học của Tây Phương đó, đối với một số học sinh mà mới học đó, thì họ cảm thấy rất là mới mẻ, rất là xa lạ, rất là ngỡ ngàng. Nhưng mà vì chúng tôi có học về diệu pháp, và vì chúng tôi có được cái dịp để đọc qua những đoạn trong Phật Pháp nói về đời sống tâm đó, do đó chúng tôi cảm thấy rất là dễ hiểu và hiểu rất là nhanh. Thì có một vài vị hỏi chúng tôi rằng, tại vì họ ở trường, họ cư trước bằng thầy, ồ sao cái này thầy mới học mà thầy lại hiểu như vậy. Thì chúng tôi có nói rằng, tại vì ở trong Phật Pháp cũng có một số cái ý niệm tương tự như vậy. Ví dụ như một cái ý niệm rất là sơ đẳng thôi, họ nói
Lenin thì trong Phật pháp có dạy về cái tưởng tri, tức là những cái kinh nghiệm hấp thụ trải qua trong cuộc sống chẳng hạn. Thì thưa quý vị, điều mà chúng tôi muốn nói tại đây đó là thế giới nội tâm đó là một thế giới nhiều màu sắc, nhiều điều kỳ diệu, và không có đơn giản để mà chúng ta bàn trong một vài phút, một vài tiếng đồng hồ. Tuy vì có một cái lợi rất lớn như chúng ta là một khi mà chúng ta có một số cái khái niệm nhận thức như vậy đó, thì mình sẽ thấy rằng chúng ta có thể làm nhiều việc để nội tâm của chúng ta được được an lạc hơn, ít phiền não hơn và được hữu ích hơn. Ví dụ như ngài Sayyi Pandita hay ngài Sayyi Sukha, khi mà được ngài Xá Lợi Phất dạy về những người dẫn thứ dòng điện là họ đào những rãnh nước để dẫn nước vào trong ruộng, thì vị này mới nghĩ rằng nước là vật vô tri, mà mình biết đào những rãnh nước thì có thể đem nước vào trong ruộng được. Thì cái tâm của mình, nếu mình đặt đúng hướng, nếu mình hướng đi đúng hướng thì nó mang lại cái lợi ích như vậy. Vì để trở về, chúng ta trở về để khai triển tuệ quán. Những người ý đó là người ý rất là tốt, tốt cho cuộc chúng ta. Khi mà mình sống với cái buồn vui, đặc biệt là trong cuộc sống ngày hôm nay với bao nhiêu chuyện thị phi, bao nhiêu chuyện vui buồn, bao nhiêu chuyện thăng trầm, thì thưa quý vị, chúng ta thường đặt nặng về cái cảnh giới chung quanh, cảnh giới bên ngoài, nhưng mà chúng ta ít khi đặt nặng, ít khi tự hỏi rằng cái tâm của chúng ta nó được tu tập, được hướng dẫn như thế nào trước những cảnh như vậy. Tất cả những cảnh ở bên ngoài, dù đó là đẹp, là xấu, là hay, là dở, nó đều là những bài học trắc nghiệm rất là tốt để chúng ta biết về thế giới nội tâm. Cũng như chúng tôi nói một cái thí dụ là một thi sĩ mà khi có hồn thơ giàu dạt rồi đó, thì chiếc lá vàng cũng là tạo ra cái hồn thơ được, một mặt hồ yên tĩnh cũng là vần thơ được, ánh trăng lung linh buổi tối cũng là tạo ra cái hồn thơ được. Bởi vì sao vậy? Bởi cái chất thơ nó nằm ở trong ở tâm tư của vị này rồi. Thì đời sống của chúng ta, hãy con người mà tâm được định, tâm có trách nhiệm, tâm được tốt, thì thưa quý vị, họ có thể nhìn thấy mọi việc ở thế giới này nó rất là khác với cái nhìn của phàm phu. Bởi vì đôi lúc chúng ta lấy phàm tâm để mà lượng định tâm của Đức Phật hay tâm của Bậc Thánh thì chúng ta lượng định không tới. Bởi vì sao vậy? Chúng ta chưa đạt đến cái cảnh giới đó. Một con người mà làm văn hóa thì họ thấy mọi việc xảy ra chung quanh nó đều liên hệ văn hóa. Một nhà khoa học, đặc biệt khoa học tự nhiên, thì họ nhìn thấy mọi vật chung quanh đều là những thứ để quan sát, để so sánh, để chiêm nghiệm về khoa học tự nhiên. Một người học về y khoa cũng vậy, hay một nhà chính trị cũng vậy, một thương gia cũng vậy. Thì chúng ta đôi lúc phải đặt cái câu hỏi là tâm tư của mình nó dựa trên cái cơ sở nào, dựa trên cái gì nào. Chúng tôi nhớ là khi mà còn nhỏ, có lần chúng tôi ngồi với Ngài Hộ Tông ở chùa Vũ Long, thì lúc đó Ngài Hộ Tông ngày nói pháp cho hai gia đình, họ đến từ Sài Gòn. Ngài Hộ Tông thì thưa quý vị, Ngài có cách nói rất là giản dị, Ngài có nói rất là giản dị mà thật ra nếu mà mình hiểu được cái bối cảnh thì mình cảm thấy rất là thấm thiết. Hai vợ chồng, hai gia đình đó, họ nói với Ngài về những cái khó khăn sau 75, rồi họ phải vất vả về công ăn việc làm, về lo lắng tương lai thế này thế kia hết. Nhưng mà cũng may là trước kia họ có lên chùa nghe pháp, thì bây giờ thì họ cứ nhớ cái quyển thập độ của Ngài Hộ Tông viết đó. Ở thập độ nói Bồ Tát sống giữa cuộc đời thì phải gặp bao nhiêu cái hoàn cảnh này, cái trạng huống kia, nhưng mà rồi ở đó Ngài đều thể hiện được cái thiện pháp ấy. Thì Hộ Tông mới nói rằng cái đó như vậy là tốt. Có người nghe pháp
thì nghe chỉ quên đi đi, nhưng mà có người nghe pháp, đọc pháp rồi từ cái chỗ đọc Phật pháp đó lấy Phật pháp đó, để mà nhìn cuộc đời, nhìn qua Phật pháp đó, thì cuộc sống nó lại khác. Chúng tôi nhớ là ngài nói là hãy không quan trọng cái gì cả. Thì thưa quý vị, đời sống của chúng ta, cái nhìn của mình về cuộc sống, cái nhân sinh quan của mình và cái gì mà mình tư duy thật, nó đều nó dựa lên trên một số những cái ảnh hưởng. Giả sử như mình chư tăng và quý Phật tử chúng ta có mặt ở trong trung Phật pháp Buddha-rama ở đây, chúng ta đang bàn về Phật pháp đó, thì chúng ta nói về một chuyện nên liên quan đến Phật pháp đó. Dù đó là chuyện của âm nhạc, của thi ca vân vân, thì tất cả đều chuyện liên quan đến Phật pháp. Nhưng mà rồi đạt đến một cái cảnh giới xa hơn nữa đó, là đôi lúc chúng ta nhìn một cách trực tiếp, một cách trực diện, mặc dù chúng ta không nói đến Phật pháp nhưng mà vẫn có Phật pháp. Đây là một cái điểm rất là khó hiểu. Khi mà chúng ta nhức tấm được cái quá khứ, hồi trước sư trưởng có hay dùng cái thí dụ mà chúng tôi không biết rằng quý vị nào ở lâu có nghe, có nhớ được cái thí dụ sư trưởng nói. Sư trưởng nói rằng một người mới học võ đó, họ phải nhớ những cái bài thiệu, những cái đường quyền, họ phải đi theo, họ phải biểu diễn theo một cái quyền thuật mà đã được dạy. Nhưng mà khi mà họ nhập trận thực tế thì họ không còn nhớ đến bài thiệu, nhớ đến đường quyền nữa, mà người ta đánh đâu mình đỡ đó thôi. Dạ, đánh đâu đúng như vậy. Thì họ nói về một cái người mà học về ngôn ngữ thì chỉ là phản xạ trả lời thôi, chứ người ta hỏi mình ngồi nghĩ chuyện đặt câu rồi nghĩ đến ngữ pháp, nghĩ đến văn phạm thì thật ra nó rất là chậm. Thì tương tự như vậy, dạ, cái khả năng ứng biến lúc đó là Phật pháp đã trở thành một cái đã trở thành một phần ở trong chính cuộc sống của mình, và qua đó chúng ta có thể phản ứng được. Và đây là một cái khía cạnh rất là tế nhị mà thỉnh thoảng đôi khi chúng ta bắt gặp đâu đó những cái ý tưởng tương tự như vậy. Ví dụ như quý vị đọc những ý tưởng như vậy ở trong chuyện kiếm hiệp chẳng hạn, nhưng mà chúng ta hiểu rằng một cái gì đó mà đã tập tâm, nó đã thành thạo, nó đã thuần thục rồi, nó đã trở thành phần của mình rồi, thì chúng ta không có sử dụng cái kiểu học thuộc lòng, sử dụng cái kiểu trả bài, mà trái lại là chúng ta sử dụng một cách rất là tự nhiên, rất là phản xạ. Chúng tôi sẽ góp ý bài điều như vậy và sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ. Thay mặt đại chúng thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng, thay mặt dạ xa thú lành thay, con từ mẫn xin thay mặt đại chúng trong room chúng con kính tri ân chư Tùng Đức đã mở lòng từ bi giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Óp Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc quý chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tượng trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Mangkapa bhagiriya mamakaye na vajam.
manasa didase sukatang katang yesa ta sanyino artiye yasa ta sanyino katang bhurya palang mayan sabi paki pavandute yetang katang suvitang indang bhurya palang mayan yeja ta tanachanan tideva ganto adiveka yum sabi lokam liye sata jivanta harane dukha manunyam pojanan sabi lapanto mamache kalpati. Con xin hồi hướng phước lành mà khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhân mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban còn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường chuyện nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân sapang sumang kalang kakanto sapa devata sapa bhuta lave na soti hontu nirontarang hontu sapang sumang kalang kakanto sapa devata sapa dhamma rupa Sāpe yodhi hondu nirvandarang hodhu sāpa sumangalang rākhandu sāpa devata sāpa saṅkāru pāvena sodhi hondu nirvandarang viên công đức đã làm ghét kiếp lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên hành nhân dân. Tâm thanh tịnh lâu phàm